Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Thì anh em thấy mình đang đứng đâu không? Trời ơi, mình đang đứng ở trong cái lò sưởi nè anh em. Thì em cũng biết là Việt Nam của chúng ta hình như cái mùa hè này hình như nó nóng lên gần 40 độ C luôn. Độ phỏng nóng vải nồi bị thế nên hôm nay mình phải chui trong cái lò sưởi để cho nó đỡ nóng một xíu anh em ơi. Ở một khi đã nóng là phải chơi nóng luôn phải không? Ở ok. Hôm nay mình lên trên phòng mình rất là bất ngờ khi mình phát hiện là trong phòng của mình nó có một cái nút bạc. Trời ơi, thì các bạn nào đã coi video của anh Vịt mà anh Vịt tặng cho mình nút bạc rồi chưa, anh em đừng, anh em nào mà chưa coi nhớ qua coi ủng hộ cho anh Vịt nha. Trời ơi nè, nút bạc siêu đẹp luôn. Hồi mình cũng chưa xây được cái nút bạc nào mà đẹp như nút bạc này luôn á. Trời ơi đó. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài mình kiếm anh Vịt để mình cảm ơn anh ấy là đã tặng cho mình cái nút bạc. Trời ơi, thật là cảm động lắm anh em ơi, tình nghĩa anh em mà. Trời ơi, rất là cảm động luôn. Không ngờ là anh Vịt tặng cho mình cái nút bạc, trong game mình chưa có nút bạc nào hết mà anh Vịt tặng cho mình. Trời, cảm động quá. Ok rồi, mình đi ra ngoài tìm anh Vịt, mình đi mua mấy cái con vịt quay tặng anh Vịt coi. Trời ơi, nhức đầu quá. Lái xe kiểu gì vậy chị Ca Mui? Chị lái xe kiểu đó tung chúng em rồi. Ây da, trời ơi. Ai nhức đầu quá. Ai da. Ô trời ơi, lắc nhức đầu, nhức đầu cái đầu. Ủa. Ủa sao hôm nay chị Ca Mui mặc đồ giống mình vậy ta? Ủa cái gì đây? Phong gì đồ. Ủa? Ủa cái gì vậy? Sao mình lại nằm ở đây? Ủa? Ủa đây chính là mình mà sao mình lại nằm ở đây? Ủa kìa kìa. Ủa, cái gì vậy? Tại sao mình lại mặc skin của chị Ca Mui? What the hell? Tại sao mình lại mặc skin của chị Ca Mui? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Có chuyện gì vậy? Chết rồi. Mình nghi là cái này là lỗi game hay là cái gì rồi. Nhưng mà khoan, trước tiên mình phải mang chị Ca Mui vào trong nhà cho chị Ca Mui nằm ngoài đường là nguy hiểm lắm. Phải mang chị vào nhà mới được. Ôi trời ơi, không biết là lỗi game gì mà bây giờ skin của mình nó lại biến thành skin của chị Ca Mui, mà skin của chị Ca Mui lại biến thành skin của mình. Kỳ quá à. Thôi bây giờ cho chị Ca Mui nằm đây đỡ vậy, còn giờ mình phải đi ra ngoài mình tìm anh Vịt để mình nhờ anh Vịt giải quyết giùm cho mình, chứ mình không có muốn trong cái hình hài của con gái đâu. Trời là trời, tóc tai dài thòn lòn à, ngứa muốn chết luôn á. Trời phải đi tìm anh Vịt mới được. Anh Vịt ơi, anh Vịt, trời giúp em với anh ơi, Vịt. Ôi trời ơi, gì đứa nào chơi sửa việc vậy? Tôi nè, lộn nhầm, em nè, em là Phong Cận nè. Gì? Tào lao bà qua bà giỡn tôi hoài, bà Ca Mui tôi đang bận rồi chứ, giỡn hoài. Cái gì? Em không phải là Ca Mui, em là Phong Cận nè. Thôi em cái gì, em mà bà nhây hoài, hôm nay tôi nhiều việc lắm, cứ nhây à. Đâu có nhây gì đâu. Thật ra là em á, em là sáng nay là chuyện như thế này nè. Chuyện gì bỏ qua đi, bà có nhớ kế hoạch mà nói bà không? Kế hoạch. Ủa, kế hoạch gì ta? Ủa mà kế hoạch gì vậy? Đấy biết ngay, hôm qua nói lắm lần mấy lượt rồi vẫn quên. Kế hoạch mà tôi bàn với bà rõ ràng là tôi với bà với cả Timmy đủ á. Hôm qua rồi nói á, trời ơi. Trời, cái đầu bà suốt ngày quên à. Kế hoạch là chúng mình sẽ là tổ chức một cái buổi gọi là tiệc bí mật đó, mà không gọi là không kêu ông Phong đi, bởi vì Phong ăn nhiều lắm. Rồi coi kêu đi là ăn hết rồi sao, bà đừng có đi quên rồi bà đi bếp xếp nó biết là chết nha. Ôi anh em ơi. À mình đang trong hình dáng của chị Ca Mui cho nên là anh Dịch không biết mình là Phong Cận. À hóa ra là bàn nhau đi ăn mà không rủ mình ha. Ha, kỳ này là mình trong hình dáng chị Ca Mui, mình biết hết bí mật, mình sẽ tranh thủ tìm hiểu hết bí mật mà mấy người giấu mình. Trời mấy người này kỳ quá lắm luôn á. Ok thôi mình để xem coi. À Dịch ơi, ông có thể nào à, Dịch ơi. Dịch. Gì giọng nghe bên đây? À, tôi là con cái giọng phải giả làm sao cho giống con gái ta. À kêu kêu. Ôi giờ tôi giọt, ông có thể nào mà dẫn tôi đi đến cái chỗ mà ông với lại Timmy với lại Ca Mui lộn nhầm với lại tôi á tổ chức tiệc á, chỗ nào ông hiểu dẫn tôi đến được không? Chỗ tổ chức tiệc hả? Đây hôm qua tôi vừa mới chuẩn bị thôi, hôm nay tôi xác định địa điểm là đây, tí chiều dẫn cả Timmy qua nữa, qua đây. Ok, rồi. Chúng ta qua bên này nè. Trời ơi, tôi tổ chức đây đã đảm bảo bí mật luôn, không ai biết luôn. Lấy chocobo đi cho nhanh Vịt ơi. Ngay gần đây nè, em tìm bánh chocobo, đi lên qua đây. Bên này nè. Hóa ra là làm gần đây luôn ha. Ghê. Đâu chỗ nào? Dưới này nè. Dưới đây hả? Ủa có thấy gì đâu nè. Phải treo xuống. Ủa treo xuống hả? Đó. Xuống đây. Ui còn một cái hầm nữa hả? Ghê vậy. Đó. Ui trời ơi, hóa ra là giấu quá trời đồ ăn ở dưới đây không cho mình biết. Trời ơi, bánh kem nữa nè ha, hamburger, hot dog nữa nè, bít tết nữa nè, toàn ui bò cu be luôn. Trời ơi là trời, toàn là món đắt tiền không à, giấu mình nữa ha.
có gì đây, thịt vịt nè hay là ngỗng quay gì nè. Trời ơi, trời trời trời, ghen quá. Mì bay luôn, trời ơi, ghen. Trời ơi, mọi người ơi, kỳ này á là mình sẽ lén mình xuống đây, mình ăn hết cái đống đồ ăn này luôn ha. Sau đó là mình sẽ tìm cách tính sổ dịch. À, trời. Bây giờ mình phải lên mình gặp ổng mới được. Trời, ông dịch này ghen quá ha. Ông dịch nè, anh dịch nè, chị Camui nè, với lại Timmy đồ mà dám lừa mình. Ok. Anh dịch đây. Dịch ơi, dịch. Trời ơi, đi ra nghe nè. Trời ơi, tôi á, dạo này á, tôi không biết sao á, mà tôi đản trí lắm. Ôi ôi, ngay cả cái hầm thức ăn nè, tôi là người cực kỳ thích ăn gì ta, ăn gì ta, gọi là sao ta, ăn tiệc luôn, nhưng mà tôi lại quên mất luôn. Nói thấy không, ông thấy tôi đản trí không, là tôi không nhớ. Đản trí là đản trí là bà lúc nào cái đầu bà kêu đản trí luôn á, giờ tóc bà vàng rồi, não bà cái vàng. À thì, bởi vậy cho nên là tôi không biết tôi với ông có bàn với nhau cái chuyện gì mà tôi quên không ta. Không biết ông có bàn với tôi chuyện gì mà tôi quên không. Ông nhắc lại cho tôi nhớ đi. À, chuyện gì hả? Bà thiếu nợ tôi 2000 tháng trước trả chưa? Ồ, vậy hả? Còn không, ý tôi nói là cái chuyện gì mà tôi với ông tính làm với thằng Phong á. Nó có chuyện gì không? Cái gì nói đi, tôi quên mất tiêu rồi. À, chuyện với thằng Phong à? Ôi, đừng nói là hôm qua tôi với bà nói chuyện với nhau mất 2 tiếng. Bàn kế hoạch để chung Phong mà bà quên nha. À, cho thằng Phong à, cho láo ghen quá. À, ủa mà cho thằng Phong như thế nào ạ? Biết mà, trời ơi, biết mà, não cả vàng mà. Hôm qua rõ ràng hai đứa bàn với nhau to nhỏ là mày là sẽ lập kế hoạch để chôn Phong, đào một cái hố, đổ la da vô, xong rồi dụ Phong qua bằng thức ăn, xong rồi tán cho Phong cái, Phong rớt la da rồi mà quên hả? À, vậy hả? Ủa, vậy bây giờ bọn mình đi, bọn mình làm đi. Đi thôi, đây thì tôi đang tính đi nè, từ buổi sáng tôi đang lập kế hoạch để tôi tính thêm đào hố chỗ nào thì tôi nè, 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 tôi thấy chỗ này đất trống nè, hay mình đào ở đây nè, đằng sau nhà thằng Phong nè. Ừ, cũng tiện ha. Được á. Đi xa lắm, đào gần nó không, nó không đi đâu. Đúng rồi, đi tôi với ông đi đào, đi. Ha, à, mọi người ơi, ha, hóa ra là mình đang trong hình dáng của chị Cao Mui, cho nên bây giờ mình biết được nhiều bí mật quá. Trời ơi, tức quá mà. À, kỳ này là chết với mình. À, ok, giờ mình phải đi mình phụ ông dịch là đào cái hố để cho anh Phong cận, mà ổng đâu biết mình là Phong cận đâu, mình sẽ cho anh lại ổng. Dịch ha, dịch láo ha, dịch ghen lắm dịch à. Thôi, đi dịch ơi. Trời ơi, đào chỗ này đúng không? Được rồi. Ha, kỳ này ha. Ê, cầm cái chèn quá chưa? Có rồi. Ờ, anh em ơi. Đào. Đào cái hố to luôn. Cho nổng lại ha. Ông này ông láo lắm rồi. Đào ơi. Ok, đào nè. Đào. Đào nhiệt tình vô. Đào nhiệt tình vô. Đào cái hố vô. Ủa rồi giờ mình đào, mình đào cái hố cần sâu lắm không hay là hố bình thường thôi? Thế này thôi, không cần sâu lắm đâu. Đó, sau tí nữa mình đặt thức ăn con mép hố này, xong tí dụ Phong qua ăn hôm, mình đá cho đít Phong lộn cổ xuống đây. À, ok, mình đá đít thằng Phong cho thằng Phong nó lộn cổ xuống đây hả? Ghê vậy. Đúng rồi. Lộn 5 vòng, Santo 5 vòng thôi, gọi là cắm đầu đó. Vậy luôn hả? Hay lắm. Ông này. Ê, kiếm cái thuốc bổ cây đá coi. Ok, đi, tôi đang đào đất ông ơi, đang đào đất. Lão lắm rồi ha. Đá thằng Phong xuống hố dung nham được ha. Được, kỳ này tôi sẽ cho anh lại ông này. Trời ơi. Anh lớn mà chơi kỳ quá à, cho anh em đồ ha. Trời ơi, kỳ quá à, đồ Phong giờ chết với tôi rồi. Trời ơi. Ok, đào. À ha, ok, được rồi. Bây giờ ha, ông dám cho anh tôi ha dịch ha. Chuẩn bị đầy một mâm thức ăn, sau đó là bày ra cái trò là đào hố dung nham để cho anh Phong cận nữa ha. Hay lắm. Được lắm. Từ trước đến giờ á là Phong cận là em út trong tim, cho nên là bị ăn hiếp nhiều lắm rồi. Bây giờ là phát hiện ra bí mật mình này rồi. Trời ơi, không ngờ á là trong hình dáng của chị Ca Mui mình có thể phát hiện ra nhiều bí mật đến như vậy. Kỳ này là mình sẽ tìm mọi cách để mình cho anh lại mới được. Mình không thể nào mà chấp nhận được cái việc mà để mọi người cho anh mình ăn hiếp mình như vậy được. Ok rồi, mình sẽ giúp cho vịt xây cái bẫy để cho anh mình, nhưng thật ra là mình sẽ cố gắng để mình tìm mọi cách mình cho anh lại vịt. À, được, hay lắm. Ok, đổ dung nham xuống đây đúng không? Đấy, đổ thì đổ. Cái gì đâu, chuyện bình thường. Rồi, quá trời dung nham luôn. Ok, được lắm. Vậy đây, tôi xây xong cái hố này vậy đây. Ơi, xong rồi hả? Trời ơi, nhìn chất lượng á. Thấy không? Trời ơi, tôi tuy tôi là con gái nhưng mà tôi là gì ta, mấy cái chuyện này tôi biết làm á. Trời ơi. Sao cái giọng bà nghe nó khàn khàn đi. Thì hôm nay tôi bị khàn giọng cho nên là cái giọng tôi nó mới như vậy á. Vậy hả? Ok rồi. Ủa nhà cái hố này được rồi á, đi kiếm Phong. Ơ khoan, nhưng mà bây giờ mình sẽ dụ thằng Phong như thế nào? Chứ thằng Phong nó đâu có nước đến nỗi mà nó lại đây nó nhìn vô hố dung nham làm gì?
bà kém quá à. Muốn dụ người khác thì phải đánh vào tâm lý để mấy à, nhìn nè, đầu tiên đặt nè, đó, thấy không? Đó, thấy như cái bẫy chuột đấy hiểu không? Mà mình sẽ đặt ở đây. Tôi sẽ chạy qua, tôi kêu là Phong ơi, qua đây đi, có đồ ăn à? Phong sẽ chạy từ đây qua nè. Bà nhìn tôi, nhìn lại tôi làm. Phong đi, tăng 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 tăng. Bắn kém kì. Và Phong sẽ tiến lại gần, tăng tăng tăng. Phong lại chu đến đây nhìn. Đó, thấy không? Nhảy thang à, vậy hả? Bắn xuống rồi. Ăn đi. Ừ, sao đó. Ăn đi, xong rồi đập bay pop cái xuống hết rồi. Ủa vậy là giờ ông ở dưới đó luôn hả? 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 Không, lên được. Lên nè. Ai xuống đây đây. Ôi, ông về tôi. Đi ra đây coi. Ông đâu rồi? Ông đi ra đây. Bà dám tôi à? Bà dám phản bội đồng đội à? Quay. Ai còn phản bội cái gì? Ông có biết tôi là ai không? Camui ai? Trời ơi, không phải. Thật ra là thời sáng nay em với lại là Camui tung trúng nhau, cho nên là em với chị Camui đã bị hoán đổi thân xác. Bây giờ là thật ra là skin của Camui, nhưng thật ra em là Phong Cận nè. Hóa ra ha, giấu em đầy mâm thức ăn ở dưới hầm, xong bây giờ còn tính cho anh em nữa ha. Anh em trong team mà như vậy hả? Hả? Phong Cận với Camui hoán đổi thân xác? Đúng rồi. Phong Cận hoán đổi thân xác với Camui. À đúng rồi, chờ em tí, đứng im nha, để em tí, từ đâu ta, đâu ta, có cây gậy nè. Bực bội rồi, lần sau gặp lại anh em sẽ dùng cái cây này ha, em gõ nét đầu anh, trời ơi, tức quá mà. Ừ, cái này là cái đồ của BTS nè, cái gậy gì mà người ta đi coi ca nhạc ta hay cầm nè. Ôi, anh đi luôn nha, anh đừng quay lại đây nha. Ok anh em ơi, hôm nay mình cũng may là mình được sử dụng cái skin của chị Camui, cho nên mình phát hiện ra quá trời những cái bí mật mà từ trước giờ anh Dịch với lại Camui với lại Timmy giấu mình ha, giấu mâm thức ăn cái à, ông còn đứng đó ông nấp nè. Không BTS hả? Đồng ông còn đứng đó ông nấp nè. À, chị Camui lại không có thú cười, bực bội thiệt chứ. Đi đây. Bực bội à. Trời ơi. Hả? À, thôi bây giờ mình phải đi qua bên kia, mình nhờ ông pháp sư á biến cho mình với chị Camui trở lại bình thường, chứ mình không thích là mang cái thân xác của con gái đâu. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. và Timmy. Rồi, ông Dịch này láo thiệt chứ. Anh em ơi, các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero trừ anh Dịch ra nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Ông Dịch nhớ tôi nha. Trời ơi, tức quá mà. Thôi về nha.